Bộ sản phẩm tăng chiều cao vitamin hiệu quả nhờ chứa bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Chào mừng các bạn đã đến với tin 360 của gia đình Việt. Mới đây, giàn cát của gian ninh man Việt Nam mùa 2 vừa xuất hiện tại đài truyền hình SBS của Hàn Quốc để ghi hình. Và cũng như tại sân bay Tân Sơn nhất, Giác vẫn nhất quyết không xuất hiện mặc cho các fan khẳng định chắc nịch rằng anh đã sang Hàn Quốc trước. Nếu đã thật sự sang Hàn trước thì giờ Giác đang ở đâu? Lẽ nào anh vẫn đang mải mê ngấu nghiến kim chi và không màng tới chương trình nữa? Zack ơi! đừng ăn kim chi nữa hãy xuất hiện cho đóm đóm vui lòng đi chứ giác. sau khi giàn các gian Ninh Man Việt mùa 2 sang Hàn Quốc nhất cử nhất động của các thành viên và ekip chương trình được khán giả đặc biệt quan tâm mới đây nhất cư dân mạng xôn xao khi báo Hàn đưa tin các thành viên gian Ninh Man Việt đang tiến hành ghi hình tại Hàn Quốc được biết giàn các đã có buổi quay tại đài SBS vào ngày 22 tháng 8 SBS là một trong những kênh truyền hình lớn nhất tại Hàn Quốc trong ảnh được tung ra khán giả vẫn liên tục tìm kiếm rác cậu út của gian ninh man việt nhưng xem ra nam ca sĩ không có trong ảnh trong chuyến bay sang hàn vừa qua netizen cũng chẳng thấy rác đâu hiện tại cộng đồng mạng có hai giải thuyết giả thuyết thứ nhất là ban tổ chức đã thẳng tay loại rác sau những lùm xùm lý do rác không có mặt ở sân bay tân sơn nhất và hàn quốc có lẽ là vì rác đã về bến tre để chuẩn bị cho sự nghiệp làm nông tỷ lệ giả thuyết này trở thành sự thật là 90%, bởi sau scandal chấn động có con riêng bắt cá nhiều tay, hình ảnh của Giác đã phần nào bị ảnh hưởng trong mắt công chúng. Nhiều người thậm chí còn đòi tẩy chay gian ninh man Việt mùa 2 nếu không loại giọng ca hoa hải đường ra khỏi dàn các chương trình. Mới đây nhất, netizen phát hiện biệt danh của Giác tại gian ninh man Việt liên tục bị đổi trên trang Wikipedia. Lúc đầu, nickname của Giác là bé út, nhưng sau đó đã bị anti-fan nhiều lần đổi thành từ ngữ thô tục và còn nhắc tới ngô dược phàm. Giả thuyết thứ hai chiếm 10%. Những người ủng hộ giả thuyết này tin rằng Giác là con cưng là con gà đẻ trứng vàng là ngọc ngà châu báu của ban tổ chức những người làm chương trình sẽ không dạy gì loại rác mà sẽ cho anh xuất hiện bất ngờ trong một tập đặc biệt nào đó các bạn có cảm nghĩ như thế nào về việc này hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh để cùng cập nhật những tin tức mới nhất nhé